Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Đại hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai lần thứ 6 được tổ chức thành công, khởi đầu cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong giai đoạn từ nay đến năm 2021. Sùng hoàng vượt qua nỗi đau thiên tai, hướng về tương lai mới. Trong phần tin quốc tế, điểm lại quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tuyết rơi bất thường tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 24 tháng 11, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Cùng tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành địa phương trong tỉnh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo xã Quang Kim đã báo cáo khái quát với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đáng chú ý là việc triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã giúp người dân nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Trên địa bàn xã cũng đang hình thành những mô hình kinh tế trang trại hiệu quả. Các lĩnh vực khác như phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đã và đang được xã khuyến khích phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Quang Kim là một trong những xã đầu tiên của Lào Cai được công nhận đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời là địa phương không có nợ đọng trong thực hiện chương trình này. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Về an ninh quốc phòng, là xã có đường biên giới nên Quang Kim đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình an ninh trật tự địa bàn thôn bản, dòng họ tự quản, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Tuy nhiên, Quang Kim cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó khó khăn lớn nhất là những thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra gần đây, với mức thiệt hại lên tới trên 36 tỷ đồng. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới bị phá hủy, hư hỏng. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của nhân dân bị đất đá vùi lấp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Tại cuộc làm việc, xã Quang Kim đã nêu lên một số kiến nghị với đoàn công tác về việc đầu tư khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông, các đoạn kè bị sạt lở do bão lũ gây ra. Đề nghị xây dựng nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 156 và xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng nối với phía bạn Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quang Kim đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt là đã phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất sau bão lũ vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cũng nêu lên một số vấn đề mà xã Quang Kim nói riêng, huyện Bát Sát nói chung cần quan tâm trong thời gian tới. Tăng cường cái công tác kiểm tra và đặc biệt cái công tác tổ chức, cái công tác tiếp dân và tổ chức tiếp dân của Hội đồng Nhân dân của xã. Anh ạ, cái việc đó rất là quan trọng. Gắn với việc đó thì phải làm sao phải thường xuyên theo dõi những cái kiến nghị của cử tri đó thì mình đã thực hiện được đến đâu, giao cho cấp ủy, giao cho các cái cơ quan ngành chức năng phải thực hiện thật tốt những cái lời hứa với cử tri. Tổ chức tiếp dân rồi, tiếp dân, tổ chức tiếp dân và đồng thời là phải chuyển đơn thư đến cái nơi cần thiết giải quyết và đồng thời phải theo dõi xem cái việc như vậy giải quyết như thế có thực hiện được đâu, có đúng cái thời gian quy định không. Thì như thế dân người ta mới tin được, chứ phải tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và phải lấy cái hiệu quả làm chính. Thì tôi nghĩ rằng nếu các đồng chí tổ chức đoàn kết thống nhất từ trên dưới làm tốt công tác tiếp dân, đúng không? Làm tốt công tác như vậy là giám sát, kiểm tra, đôn đốc thì chắc chắn về các cái hoạt động kinh tế, các mặt chúng ta sẽ có hiệu quả. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đã tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quang Kim bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn Quang Kim tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ, tặng quà cho 8 hộ nghèo và 2 cán bộ hưu trí trên địa bàn xã. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 24 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tham dự đại hội về phía Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam có đồng chí Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. 225 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 160.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã về dự đại hội. Trong 5 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên để khẳng định vai trò và những đóng góp của hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tổng trị giá các hoạt động trong nhiệm kỳ đạt trên 120 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 230.000 lượt người hưởng lợi. Trong đó nổi bật là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, vận động được 80.000 suất quà Tết trị giá 26 tỷ đồng, tặng các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách đón Tết. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, có trên 1.100 lượt đối tượng khó khăn được đỡ đầu giúp đỡ với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng. Cùng với đó, các phong trào hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó với thảm họa, thiên tai cũng được Hội Chữ Thập Đỏ triển khai thực hiện có hiệu quả. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tốt các nội dung hoạt động của hội như công tác thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ, xây dựng quỹ nhân đạo, xây dựng và phát triển ngân hàng máu sống, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhận xét, bên cạnh những kết quả nói trên, công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ của tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như một số cơ sở hội hoạt động còn mang tính hình thức, chưa thực sự đổi mới về nội dung. Đội ngũ cán bộ hội cơ sở, nhất là ở vùng cao còn hạn chế về trình độ, năng lực công tác, kỹ năng vận động quần chúng, công tác phát triển hội viên chưa toàn diện, quản lý hội viên chưa thật sự chặt chẽ. Chỉ tiêu về phát triển hội viên trong nhiệm kỳ chưa đạt so với nghị quyết đề ra. Những hạn chế này đã có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, trước rất nhiều thời cơ và thách thức, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh cần khắc phục những tồn tại, phát huy nội lực, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh khóa 15. Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của Hội Chữ Thập Đỏ và đồng thời các đồng chí cần tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Lào Cai và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, Chữ Thập Đỏ, các tầng lớp nhân dân về truyền thống nhân đạo, nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam, đường lối nhân đạo, xã hội chủ nghĩa của Đảng và thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời khuyên của Bác, đó là phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết và góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Đồng chí Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng đồng nhất với quan điểm chỉ đạo của tỉnh, mong muốn các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động nhân đạo phù hợp với thực tiễn địa phương để hoạt động nhân đạo đạt hiệu quả cao. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 32 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thành Công tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Đức Khoa, Vàng Thị Mai Hương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Tại đại hội, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai đã vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Hội Chữ Thập Đỏ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ. 5 cá nhân được nhận danh hiệu cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ xuất sắc toàn quốc. 16 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ Thập Đỏ giai đoạn 2011-2016 được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ tặng bằng khen. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ. 3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.
Đại hội đã thông qua nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Đỗ Thành Công, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai khóa 6 khẳng định, thành công của đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của hội tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết và sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt. Ngay sau đại hội, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp sẽ tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết, các văn kiện đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn hoạt động hội và các phong trào Chữ Thập Đỏ. Thành ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định số 11 của tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận. Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Cao Đức Hải, Tổ trưởng Tổ giúp việc công tác tư tưởng của tỉnh, trình bày nội dung, mục đích yêu cầu, những điểm mới của chỉ thị 05, trong đó phân tích sâu về 3 nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Thành ủy Lào Cai cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Kế hoạch được cụ thể hóa từ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng năm, từng đơn vị thực hiện. Riêng năm 2016, triển khai quán triệt chỉ thị 05 và kế hoạch thực hiện của Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, ra soát bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các cơ quan đơn vị. Với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện, nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc tự giác, gương mẫu đi đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm ra soát bổ sung nguồn tư liệu hiện vật gốc liên quan đến lịch sử, văn hóa, tài nguyên của tỉnh Lào Cai sau 110 năm thành lập và 25 năm tái lập, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa kêu gọi các tổ chức cá nhân hiến tặng các tư liệu hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Lào Cai. Hiện tại, Bảo tàng tỉnh Lào Cai đang lưu giữ hơn 14.000 tư liệu hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập, những hiện vật quý giá từ thời đồ đá cũ, hậu kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí hay bộ sưu tập văn hóa Đông Sơn. Cuộc vận động hiến tặng tư liệu hiện vật sẽ huy động các nguồn lực, tổ chức cá nhân cùng tham gia sưu tầm, đóng góp lưu trữ các tư liệu hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, nhằm góp phần làm phong phú thêm kho tàng lịch sử, văn hóa cộng đồng các dân tộc tỉnh Lào Cai. Cái kế hoạch thực hiện cuộc vận động sưu tầm hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Lào Cai với mục tiêu thứ nhất là phải rà soát lại toàn bộ hệ thống tư liệu, tài liệu hiện vật. Thứ hai là việc huy động các cái tổ chức chính trị xã hội và người dân cùng tham gia góp phần xây dựng cái Bảo tàng Lào Cai ngày một lớn mạnh và phát triển. Đồng thời với việc đó là Bảo tàng cũng đã phối hợp với Bảo tàng Dân tộc Việt Nam, chuyên gia của vùng Aquitaine Cộng hòa Pháp cùng xây dựng cái đề án trưng bày phần cố định tại trên diện tích là trên 20 m² tại Bảo tàng. Để song song thực hiện như vậy thì là Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã chủ động liên hệ với các tổ chức cá nhân ngay từ bước đầu để thực hiện theo cái lộ trình của vận động. Và Bảo tàng Lào Cai trong lộ trình dự kiến đến năm 2018 thì hoàn thiện cơ bản về phần nội dung trưng bày cố định và sẵn sàng đón khách du lịch, thực hiện làm sao cho đảm bảo được điều rằng là Lào Cai thực sự là một điểm đến thu hút khách du lịch và điểm đến của công chúng. Tỉnh Lào Cai đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch toàn diện với tầm nhìn xa, trong đó mục tiêu từ năm 2020 trở đi sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách một năm. Bảo tàng được coi là một trong những địa danh tham quan du lịch của du khách. Thông qua đó, giới thiệu với du khách về bề dày lịch sử, tầm vóc văn hóa của cộng đồng 25 dân tộc đã và đang gắn bó lâu đời ở vùng đất biên cương địa đầu phía Bắc Tổ quốc. Thôn Sùng Hoàng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát là một trong những địa phương từng phải gánh chịu những trận thiên tai tàn khốc nhất, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến cho người dân luôn sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu. Mới đây nhất, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 hồi tháng 4 năm 2016 đã gây lũ quét, sạt lở đất, quét sạch hầu như toàn thôn với 19 hộ dân. Người dân đang thực sự mong mỏi về một nơi tái định cư an toàn để nỗi đau qua đi và tương lai của cộng đồng sẽ sáng tươi trở lại. Phải qua 2 giây, ở bên kia kéo. Không thấy cái gì đó, chỉ có tiếng đá thôi, chỉ có căn nhà là không thấy cái gì đó, cả tuần áo kệ cái gì là đi hết. Đá thì với nước thì xuống to hơn sấm, thế đất nó còn rung hết mà,
đến trên đồi nhìn không thấy nhà nữa. Mới đây nhất, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 hồi tháng 4 năm 2016 đã gây lũ quét, sạt lở đất, quét sạch hầu như toàn thôn với 19 hộ dân. Người dân đang thực sự mong mỏi về một nơi tái định cư an toàn để nỗi đau qua đi và tương lai của cộng đồng sẽ sáng tươi trở lại. Phải qua anh đây, ở bên kia kéo. Không thấy cái gì đó, chỉ có kiến đá thôi, chỉ có trong nhà là không thấy cái gì đó, cả quần áo kẻ cái gì là đi hết. Đá thì với nước thì xuống to hơn sấm, thế đất nó rung hết mà, đến trên đồi ấy, nhìn không thấy nhà nữa, là mất hết nhà, lúc đấy không biết chết như thế nào được. Hơn 3 tháng đã trôi qua kể từ sau trận lũ kinh hoàng hồi đầu tháng 8. Nhưng thôn Sùng Hoàng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát giờ đây vẫn lởm chởm, chỉ có đá và đá. Thấp thoáng trên cao, trơ trọi một vài nóc nhà còn sót lại. 19 hộ dân trong thôn đã hầu như hoàn toàn bị mất trắng nhà cửa và tài sản trong cơn lũ. Hơn 170 hectare hoa màu cũng bị chôn vùi trong đất đá. Và đau đớn nhất là có 3 người dân trong thôn đã bị cơn lũ cuốn đi không trở về. Mất hết rồi mà, quần áo, các thứ, tiền. Địa phương tìm được địa điểm rồi. Tìm địa điểm rồi thì cũng báo cáo huyện rồi để tiến hành là những chỉ đạo các hộ là vận chuyển vật liệu để xây. Hộ nào khó khăn quá thì chưa lấy được ngay vật liệu thì xã cũng sẽ đứng ra để tìm cái mối để cho người ta ứng tạm vật liệu. Một thời gian có tiền thì giả. Phải có một cái cơ chế vay không lấy lãi hoặc là vay lãi thấp. Đề nghị là có cái để tăng cái mức hỗ trợ di chuyển cho các hộ gia đình để giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình. Mới nói về vì tiền đó là không có đường, thứ nhất cả đường là không có đường là thì đi khó lắm. Ước mơ của chị Mẩy về một bản làng bình yên, về con đường êm thuận cũng chính là ước mơ của rất nhiều người dân ở các khu vực thường xảy ra thiên tai của tỉnh. Ước mơ giản dị là an cư để họ tiếp tục được lên nương làm rẫy, để lũ trẻ được tới lớp, tới trường, tìm kiếm tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Sát đã hỗ trợ các em học sinh nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được tới lớp như những bạn bè cùng trang lứa. Chính sự giúp đỡ ấy đã mang đến cho các em nhỏ niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp. Đây là căn nhà, nhưng khó có thể gọi là nhà của gia đình em Vàng Láo Tả, dân tộc Giao, thôn Nậm Giang 2, xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát. Bố mất sớm, mình mẹ Tả tần tảo cực nhọc nuôi 3 chị em. Hai người chị của Tả đều phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình quá nghèo. Cùng chung hoàn cảnh, em Tần Láo Lở, dân tộc Giao, thôn Linh Giang cũng gặp nhiều khó khăn khi bố không may mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Vì mưu sinh, anh và chị của Lở đành phải nghỉ học. Lở cũng thường xuyên phải bỏ học giữa chừng để giúp đỡ gia đình. Hiểu được hoàn cảnh của hai em, Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn biên phòng A Mú Sung đã tặng mỗi gia đình một đôi lợn giống để động viên giúp đỡ các gia đình phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Điều đặc biệt hơn là Đại úy Tạ Văn Tuân, đồn trưởng đồn biên phòng A Mú Sung đã nhận đón Tả và Lở về nuôi ăn học tại đồn biên phòng. Gia đình tôi khó khăn quá, được các chú ở đồn biên phòng đến cho lợn giống và nhận cháu về nuôi dạy, cho ăn học. Từ giờ cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn, chỉ mong con hãy cố gắng vươn lên trong học tập để không phụ công các chú. Tại đồn biên phòng, các em được bố trí nơi ăn ngủ, góc học tập và tham gia sinh hoạt như những người chiến sĩ tại đơn vị. Mỗi cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng như những người cha, người mẹ, người thân của các em, hàng ngày đưa đón các em đi học và chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ,
dạy cách cư xử cho các em. Sau những ngày còn mặc cảm, sống khép kín, giờ đây những đứa trẻ đã tự tin, vui vẻ hòa đồng với nhau và chuyện trò với những ông bố mang quân hàm xanh tại đồn biên phòng này. Quãng đường từ đồn biên phòng đến trường dài hơn 7 km, nhưng dù nắng hay mưa thì ngày nào cán bộ, chiến sĩ cũng cắt cử để đưa các em tới trường đúng giờ. Mà đỡ đầu các em học sinh này đối với các đồn biên phòng tôi nghĩ là rất thiết thực đối với các em học sinh, và đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đó. Và tôi muốn là đồn sẽ nhận đỡ đầu nhiều hơn thế nữa, phát triển hơn để cho các em có một cái môi trường và cái hoàn cảnh tốt hơn để các em học tập. Thông qua những việc làm cụ thể của chương trình Nâng Bước Em Tới Trường đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ của những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi dẻo cao biên giới. Ước mơ của cháu sau này lớn lên làm chiến sĩ biên phòng. Ước mơ của cháu sau này lớn lên làm thầy giáo. Chúng tôi coi các đồng bào, các dân tộc là anh em của chúng tôi. Vì thế, con em đồng bào, các dân tộc chính là con em của chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là phải nuôi lớn, dạy dỗ để các em trở thành người tốt. Hiện nay trên địa bàn đồn quản lý gồm hai xã A Mú Sung và Nậm Trạc, đơn vị đã nhận nuôi dưỡng và đỡ đầu 6 cháu, trong đó có 3 cháu ở tại đồn, 3 cháu còn lại ở cùng với gia đình và được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng mỗi tháng cho đến khi các em học hết lớp 12. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục khảo sát các hộ nghèo trên địa bàn và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng với các đơn vị giúp đỡ các hộ nghèo để cho con em họ có cơ hội đến trường. Thưa quý vị và các bạn, cách thị trấn Sapa 12 km về phía Tây Bắc, xã Cà Phì nằm trong tuyến du lịch trọng điểm của huyện Sapa. Với vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo cùng với những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống đồng bào người Dao, người Mông đã tạo cho vùng đất này tiềm năng du lịch phong phú và hấp dẫn. Trước khi chuyển sang các tin tức quốc tế, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng nét đẹp độc đáo và thơ mộng của điểm du lịch này. Em thổ cầm xinh xinh, lúc nghe đôi mắt nhìn và súng riêng ô bay xòe trần trần. Khi đào nở môi son mặt trắng xóa tóc mềm là một mùi hương thật lạ, chỉ thấy được ở Sapa, chỉ có được ở Sapa. Theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Nhân chuyến thăm chính thức 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng. Chính người cùng đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hẳn, đồng chí Su Phan Nu Vong và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước dày công vun đắp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất của mối quan hệ đặc biệt đó bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tình đoàn kết thủy chung và niềm tin về lòng chân thành mà hai dân tộc Việt Nam-Lào dành cho nhau. Trải qua rất nhiều thử thách khắc nghiệt, quan hệ đó vẫn vẹn nguyên, không hề bị rạn nứt và phá vỡ, bất chấp nhiều thủ đoạn chống phá, chia rẽ của những thế lực thù địch. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến tranh cũng như thời bình,
Việt Nam và Lào luôn sát cánh bên nhau. Việc đó đã trở thành truyền thống. Đây là yếu tố quyết định sự sống còn của mối quan hệ giữa hai nước Lào, Việt Nam. Tôi nghĩ rằng hai nước chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Lào và Việt Nam không thể tách rời được. 41 năm sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục chung lưng đấu cật, làm hết sức để tăng cường và phát triển hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình thắm thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm cũng không hề lay chuyển. Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau giữ gìn, bảo vệ mối quan hệ đặc biệt đó, làm sâu sắc, phong phú thêm và đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Tại đại hội của hai đảng đầu năm nay, cả hai đảng đều nhấn mạnh và khẳng định về chính sách nhất quán của mình, tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai chính phủ và người dân hai nước. Làm thế nào để mối quan hệ đặc biệt đó ngày càng được tăng cường, mở rộng, ngày càng tốt đẹp và hiệu quả. 54 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng hai nước, là di sản văn hóa của hai dân tộc, được cách mạng Việt Nam-Lào đi tới nhiều kỳ tích lịch sử. Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào lần này tiếp tục là sự khẳng định ưu tiên của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong mối quan hệ với Lào. Tôi đánh giá cao chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư và chọn Lào là nước thăm đầu tiên. Đây là niềm vinh dự cho Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng tôi. Chuyến thăm lần này của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, bước thêm một bước tiến mới. Đặc biệt, trong chuyến thăm là lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Đa ngành và Đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu của đất nước bạn. Ngày 23 tháng 11, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ thông báo ông Donald Trump đã lựa chọn bà Betsy DeVos, 58 tuổi, vào vị trí Bộ trưởng Giáo dục trong nội các mới. Trong khi đó, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Ben Carson đã chấp nhận đề cử của Tổng thống đắc cử Trump vào cương vị Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị. Trong một tuyên bố, Tổng thống đắc cử Donald Trump nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của bà Betsy DeVos, chính quyền mới sẽ cải tổ hệ thống giáo dục Mỹ và phá bỏ sự quan liêu đang kìm hãm thế hệ tương lai, để có thể cung cấp một hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới và lựa chọn trường học cho mọi gia đình Mỹ. Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Ben Carson đã chấp thuận đề cử vào cương vị Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị. Trước đó, ông Trump cũng chọn Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley, 44 tuổi, đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Giới quan sát nhận định, việc bổ nhiệm bà Haley, một người gốc Ấn Độ với kinh nghiệm ngoại giao hạn chế, nhằm xua tan sự chỉ trích đối với những bình luận gây chia rẽ của ông Trump về người nhập cư và cộng đồng thiểu số, cũng như những cáo buộc phân biệt giới tính trong chiến dịch tranh cử của ông. Nhân dịp lễ tạ ơn ngày hôm nay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thừa nhận nỗ lực tranh cử vừa qua là khoảng thời gian dài và đau đớn. Tuy nhiên, ông cũng hối thúc giờ là thời điểm để người dân Mỹ đoàn kết. Vào ngày lễ tạ ơn này, chúng ta bắt đầu hàn gắn những vết rạn nứt và tiến lên phía trước với tư cách là một quốc gia thống nhất. Chúng ta vững mạnh nhờ một mục tiêu được san sẻ và một quyết tâm chung. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh những lựa chọn thành viên nội các gần đây của ông đã làm dấy lên nhiều chỉ trích từ những cộng đồng thiểu số và nghị sĩ đối lập rằng ông Donald Trump sẽ lãnh đạo một chính phủ chia rẽ. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 sang năm. Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc như cam kết trước đây trong chiến dịch tranh cử. Phát biểu với báo giới, ông Trương Hướng Trần, Phó đại diện thương mại quốc tế Trung Quốc cho rằng giới học giả, doanh nhân và quan chức chính phủ đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi rằng Bắc Kinh không thao túng đồng nhân dân tệ để giành lợi thế thương mại không lành mạnh như Tổng thống đắc cử Mỹ cáo buộc. Tôi cho rằng sau khi nhậm chức, ông Trump sẽ được nhắc rằng Mỹ cần phải tôn trọng nghĩa vụ của một thành viên WTO. Trung Quốc cũng là một thành viên WTO, vì thế chúng tôi cũng có quyền đảm bảo quyền lợi của mình. Theo đại diện thương mại Trung Quốc, lợi ích kinh tế chung giữa hai nước vượt xa sự khác biệt và hai bên cần tiếp tục hợp tác bất kể sự thay đổi lãnh đạo. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đang ảnh hưởng đến thương mại Mỹ và ông sẽ tiến hành các biện pháp để giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước, kể cả tuyên bố Bắc Kinh thao túng tiền tệ
đồng thời đánh thuế 45% đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 sang năm. Cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua giữa chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC nhiều khả năng sẽ chính thức khép lại khi hai bên ký kết thỏa thuận hòa bình mới vào sáng ngày 24 tháng 11 theo giờ Colombia, tức tối nay theo giờ Hà Nội. Phát biểu tại phủ Tổng thống ngày 23 tháng 11, Tổng thống Colombia tuyên bố Quốc hội sẽ xem xét thông qua thỏa thuận hòa bình mà hai bên đã nhất trí hôm 12 tháng 11 và coi đây là cách thức phù hợp nhất. Ông nhấn mạnh, sau khi lắng nghe mọi đề xuất của các bên, việc cơ quan lập pháp thông qua văn bản hòa bình đã đạt được giữa chính phủ và FARC là cách hợp pháp và phù hợp. Ông Santos cũng lấy làm tiếc về việc phe đối lập vẫn tiếp tục phản đối thỏa thuận hòa bình mới, dù đã có những sửa đổi rõ ràng và quan trọng trong văn bản này. Dự kiến, chính phủ Colombia và FARC sẽ ký kết thỏa thuận này tại nhà hát Colón ở thủ đô Bogota vào lúc 11 giờ tối nay theo giờ Hà Nội. Văn bản này sau đó sẽ được trình lên Quốc hội để thảo luận kể từ ngày 29 tháng 11. Virus cúm gia cầm H5N8 đang lan rộng tại nhiều nước ở châu Âu. Hôm qua, nhà chức trách Thụy Điển thông báo đã phát hiện một số trường hợp cúm gia cầm H5N8 tại khu vực Sken, miền nam nước này. Trước đó, một loạt quốc gia như Áo, Đan Mạch, Đức, Hungary cũng đã ghi nhận các trường hợp cúm gia cầm này. Theo Bộ Nông nghiệp Thụy Điển, H5N8 đã được phát hiện ở một con chim hoang dã tại Sken. Các cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành các xét nghiệm đối với đàn gia cầm tại một nông trại gần Helsingborg và kết quả cho thấy loại cúm H5 này đã lây lan ở đàn gia cầm này. Nông trại này có khoảng 200.000 con gia cầm và có khả năng sẽ phải tiêu hủy toàn bộ. Thời gian gần đây, một loạt nước châu Âu cũng đã ghi nhận các trường hợp cúm gia cầm H5N8 như tại Áo, Croatia, Đan Mạch, Đức, Hungary, Ba Lan, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trước tình hình trên, hôm qua, Albania đã quyết định tạm thời cấm nhập khẩu gia cầm từ các nước châu Âu có ghi nhận virus cúm gia cầm H5N8. Sáng ngày 24 tháng 11, người dân thủ đô Tokyo của Nhật Bản và một số khu vực phía đông nước này đã chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường khi lần đầu tiên trong 54 năm qua tuyết rơi vào tháng 11. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tuyết bắt đầu rơi tại trung tâm Tokyo vào lúc 6 giờ 15 phút sáng nay, khiến cho nhiệt độ ở thủ đô giảm xuống mức 0 độ C, nhiệt độ hiếm thấy vào cuối thu ở Nhật Bản. Đợt tuyết rơi này tại Tokyo đến sớm hơn 40 ngày so với năm ngoái. Hiện tượng này cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố khác ở phía đông Nhật Bản như Yokohama, Utsunomiya. Dự báo Tokyo sẽ có lượng tuyết dày khoảng 2 cm, còn tại các tỉnh lân cận như Kanagawa, Saitama, tuyết sẽ dày 10 cm, trong khi tại vùng núi khu vực Kanto và Kosin, tuyết sẽ dày tới 10 cm. Nhà chức trách cũng cảnh báo các tai nạn liên quan đến tuyết rơi như đường trơn, tuyết bám trên dây điện, cây cối và nguy cơ nhà kính có thể đổ sập do sức nặng của tuyết. Hoạt động giao thông tại một số điểm ở vùng Kanto có nguy cơ bị gián đoạn nếu tuyết tiếp tục rơi dày như hiện nay. Theo cơ quan dự báo, một khối không khí lạnh âm 3 độ C ở độ cao 1.500 mét so với mặt biển đang di chuyển xuống khu vực Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.